Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất về dự án HostStation. Cùng với đó là sẽ mở 20 rương kho báo trong cái chương trình sự kiện rương kho báo của HostStation ha, mà mình đã tích góp được thời gian qua, xem là được những gì ha các bạn. Rồi, đầu tiên về cập nhật của HostStation, đó chính là về cái sự kiện rương kho báo ha. Thì về cái sự kiện này anh em có thể xem chi tiết hơn trong video trước đây mình đã có làm rồi. Thì mình sẽ sơ qua một sự kiện này một chút xíu, đó là khi các bạn sở hữu ở trong ví HO ít nhất là 25 token HO á, thì chúng ta sẽ có thể tham gia cái sự kiện mở rương. Và cái sự kiện này á, thì chúng ta sẽ mở ra được những đồng coin như là BTC, ETH hay là đồng HO của dự án HostStation. Và ngoài nắm giữ 25 đồng HO ở trong ví á, thì các bạn còn có thể làm những cái nhiệm vụ khác để chúng ta có thể nhận thêm rương ha, như là swap token, sử dụng cái tính năng Paymaster ở trong HostStation thì chúng ta sẽ nhận được rương ha, hoặc là swap volume ít nhất là 100 đô trên cái hệ thống ví AA Account Abstraction Wallet của HostStation đó, và volume nhiều hơn trên 200 đô thì sẽ nhận thêm rương. Và chơi trên các thị trường của HostStation như là crypto nè hay là forex ha, đạt volume nhất định thì các bạn cũng sẽ nhận được rương. Và cuối cùng đó là mời bạn bè. Ở những video trước thì có video mình đã mở cho các bạn xem là 10 hộp rồi ha, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mở thêm 20 hộp nữa mình đã tích góp được ha, xem là có những gì. Và đặc biệt ở cái đợt mở rương lần này thì HostStation đã cập nhật cho chúng ta những cái phần thưởng mới ngoài BTC, ETH hay là đồng HO, thì bây giờ các bạn còn có thể mở được thêm các cái đồng meme coin nổi tiếng ở trên Techcasin như là đồng LMAO nè, rồi đồng MEO ha, hay là đồng ZORO. Và các bạn có thể sử dụng cái đồng này để trả phí ở trên HostStation luôn ha các bạn, có thể sử dụng meme coin để trả phí giao dịch luôn. Và những anh em mở rương được những cái phần thưởng từ HostStation đó như là Memecoin hay các đồng token khác đó, thì hầu như những đồng token này đều đã tăng trưởng rất là mạnh thời gian qua ha, nếu mà anh em có hold lại. Và hầu như anh em nào hold thì chúng ta đều có lãi, kể cả khi chúng ta nắm giữ 25 HO trong ví thì giờ này chúng ta cũng đã gần như x2 rồi ha. Thì thông qua đây chúng ta cũng có thể thấy được là đội ngũ HostStation đã chọn lọc ra những cái dự án ngon để đưa vào cái phần thưởng rương này, cũng như là những cái sự kiện airdrop cho cộng đồng trong tương lai. Và mình cũng có một số hình ảnh của những anh em đã mở được ra vừa đồng token HO mà vừa các cái đồng token meme khác ha các bạn. Đó, thì ở đây chúng ta có thể mở được một lần nhiều token chứ không phải là riêng một token ha, như là mở được đồng GO nè, rồi đồng LMAO nè, đồng meme ha, rồi mở được thêm cả đồng HO nữa một lần, như vậy mở rương có thể mở được ra nhiều token ha các bạn. Đó, thì với việc sở hữu ít nhất là 25 đồng HO trong ví thôi thì chúng ta sẽ có thể check in hàng ngày và nhận được một rương rồi ha. Để 25 đồng HO và chúng ta cứ nhận mỗi ngày một rương như vậy. Còn nếu mà các bạn muốn nhận nhiều hơn đó, thì chúng ta làm những cái nhiệm vụ như trên. Đó, thì có thể nói với kèo này thì chúng ta cũng không cần phải làm gì nhiều, mỗi ngày thì các bạn sẽ có một rương để mở ha. Và chỉ mới hơn một tháng rưỡi trước thôi, tính từ thời điểm mình làm video về tokenomics của HO ha, thì giá HO lúc đó mới chỉ 2.5 thôi, và hiện tại thì giá của nó gần như là x2, khoảng là 5 đô rồi ha các bạn. Nên là những anh em tham gia sự kiện mở rương mà mình đã có làm video trước đây đó, thì hiện tại các bạn cũng đã x2 về đồng coin rồi ha. Hiện tại thì giá HO cũng đã x2, tuy nhiên thì khi các bạn tham gia vào cái sự kiện này á, HO nắm giữ ít nhất 25 đồng HO thì vẫn được ha, cái giá nó vẫn khá là mềm. Và nếu như các bạn sợ rủi ro thì nếu các bạn không muốn nắm giữ trong ví 25 HO nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể swap ngược lại ETH hay là các cái đồng stablecoin USDT, USDC khác ha các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở 20 rương mà mình đã tích góp được trong thời gian qua, xem là sẽ nhận được gì ha. Ok, tại giao diện ví HO thì nếu anh em nào chúng ta chưa biết cách sử dụng ví HO như thế nào thì có thể xem lại video trước đây của mình đã hướng dẫn chi tiết từng bước từ A tới Z rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn vào phần nhận nè để vào cái sự kiện rương. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái mục đó là Daily Login ha, các bạn chỉ cần sở hữu 25 đồng HO trong ví và mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được một cái rương miễn phí như thế này. Ngoài ra thì các bạn có thể làm thêm những cái nhiệm vụ như là sử dụng tính năng Paymaster nè, rồi AA Wallet Account Abstraction của HostStation ha, hay là swap volume hoặc là trade ở trên các cái thị trường của HostStation đó, thì chúng ta sẽ nhận được thêm rương ha các bạn. Kể cả stake HO thì các bạn cũng sẽ nhận được thêm rương và nhận được thêm lãi. Hiện tại thì mình chưa làm cái rương hàng ngày này, mình sẽ làm luôn. Và tổng cộng hiện tại mình đang có 21 rương ha. Các bạn sẽ vào lại phần chat. Đó, thì mình sẽ mở hết 21 rương này xem là có nhận được token meme không ha các bạn, ngoài những cái đồng token trước đây như là BTC, ETH hay là đồng Gold các thứ. Và mở thì sẽ là random ha. $100,000 Gold ha các bạn. Gold này thì các bạn hoàn toàn có thể đổi sang đồng UGO đó, chúng ta làm phí giao dịch luôn. Các bạn tích góp lại chúng ta swap thành tiền tươi cũng được nè, hoặc là sử dụng nó để làm phí giao dịch cũng được. $1,000,000 hả các bạn, khá là nhiều.
Ok, thì mình nhận được 0.5 hâu thôi các bạn, khoảng hơn 2 đô đó. Thì với một cái rương miễn phí check-in hàng ngày thì các bạn có thể nhận được những cái đồng token như thế này và chúng ta đều có thể quy đổi thành tiền tươi hoặc là sử dụng làm phí giao dịch ha. Hiện tại thì giá hâu cũng đã lên 5 đô rồi hả các bạn, hơn 5 đô rồi. Ok, mình nhận được thêm 0.5 hâu nữa ha. Đó thì hiện tại mình đã mở được khoảng là 5 đô rồi ha các bạn. Và còn một số UGO nữa có thể convert qua đồng GO. Lại 0.2 hâu nữa ha các bạn. Vậy là mình tổng cộng có được khoảng 1.2 token hâu rồi. Không chấm hai hâu nữa các bạn. Lại được thêm 0.5 hâu nữa ha. Không chấm hai nữa ha các bạn, mở khoảng 16-17 hộp mà mình nhận hơn khoảng gần 10 đô rồi ha các bạn, tính theo giá đồng hâu tại thời điểm mình làm video này. Ok, hộp cuối cùng ha các bạn. Rồi, kiểm tra phần thưởng lại thì reward của các bạn sẽ được nhận vào mỗi thứ hai hàng tuần. Và chúng ta có thể xem ở phần là pending reward ở đây ha. Trong phần history, các bạn nhận được những gì sau khi mở hộp đó sẽ được tổng hợp ở trong đây. Và nếu như nhận được token ngoài đồng GO ra thì các bạn sẽ có thể rút về mỗi thứ hai hàng tuần ha. Và trong 21 hộp của mình thì mình trúng được 2.1 token hold ha. Giá hiện tại khoảng 5 đô đó thì mình đã trúng hơn khoảng 10 đô với 21 hộp này hoàn toàn miễn phí. Còn các bạn muốn kiếm thêm rương thì chúng ta có thể làm các nhiệm vụ mà mình đã nói đến ở đầu video ha. Và nếu như không trúng token mà các bạn trúng đồng GO thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể convert sang đồng UGO ha. Rồi khi swap token đó các bạn cũng có thể sử dụng thứ nhất là đồng HOLD nè để giảm 50% phí ha. Thứ hai có thể sử dụng đồng UGO để giảm 10% phí. Và ngoài ra nếu các bạn trúng thêm các cái đồng meme coin đó, hiện tại thì HOLD Station đang hỗ trợ sử dụng meme coin để trả phí nữa ha, khá là nhiều. Các bạn có thể sử dụng nó để trả phí thay cho đồng ETH ở trên Zcashin ha. Và để kiểm tra những cái đồng token meme nếu các bạn trúng thì chúng ta có thể vào phần là quản lý token nè. Ví dụ như là đồng LMAO đây ha, thì mình sẽ bật cái đồng này lên, tìm tên của nó, bật nó lên ha. Hoặc là đồng MIU, đó thì các bạn có thể bật lên. Hay là đồng ZORO, đó thì các bạn có thể bật lên ha. Thì chúng ta sẽ thấy được những cái đồng token này xuất hiện ở trong ví. Rồi, như trên là những cập nhật mới nhất của dự án HOLD Station về sự kiện nhận rương kho báu ha. Chỉ với 25 đồng HOLD ở trong ví, chỉ cần để trong ví thôi thì các bạn sẽ nhận được một rương mỗi ngày thông qua cái tính năng Daily Login. Ngoài ra thì sẽ có thêm một số nhiệm vụ để các bạn có thể nhận thêm rương ha. Anh em nào có khả năng có vốn thì chúng ta có thể swap hay là trade thêm ở trên HOLD Station để nhận thêm rương. Còn không thì chúng ta cứ nắm giữ 25 đồng HOLD này ở trong ví, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được rương miễn phí, có thể nói là nhàn hơn việc là chúng ta chơi game play to earn các thứ các bạn. Còn nếu như không tham gia nữa thì các bạn hoàn toàn có thể swap HOLD ra các cái đồng token khác mà các bạn muốn. Đó thì như vậy cũng khá an toàn ha các bạn. Và đó cũng là tất cả nội dung của video lần này. Sắp tới HOLD có những cập nhật gì thêm hay có những sự kiện nào ngon thì mình cũng sẽ lên video hướng dẫn cho các bạn ha. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.